Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt rét đậm khi Bắc Bộ chịu tác động kép của không khí lạnh ở phía Bắc kết hợp với rãnh gió Tây ở trên cao. Hai hình thế này đã gây mưa và rét trên diện rộng ở Bắc Bộ. Dự báo mưa còn diễn ra trong đêm nay và ngày mai và đặc biệt là ở các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái và cả Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Tiếp tục cảnh báo có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông cảnh giác lốc xoáy và gió giật mạnh. Do nhiều mây và mưa ẩm nên nền nhiệt sẽ dao động trong khoảng 14 cho tới 16 độ vào ngày mai. Rét đậm sẽ diễn ra trên diện rộng, tại vùng núi thì còn đạt ngưỡng rét hại. Tuy nhiên sang đến ngày 6 tháng 12 thì mưa sẽ kết thúc nhanh, trời chuyển khô ráo và có nắng nhẹ vào trưa chiều. Nhiệt độ cũng sẽ tăng dần lên mức 19 cho tới 21 độ, tiết trời ấm áp dần vào ngày Chủ nhật và thứ hai tuần sau. Chỉ lưu ý là về đêm thì vẫn rét đậm rét hại khi nhiệt độ ở dưới ngưỡng 15 độ. Với khu vực Trung Bộ thì mưa sẽ có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Ngày mai vùng mưa sẽ là các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh. Nhưng từ đêm mai thì vùng mưa sẽ từ các tỉnh từ Quảng Trị cho tới Phú Yên. Trong đó tâm mưa lớn là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho tới khu vực Quảng Ngãi. Về nền nhiệt độ thì trời rét hơn từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh với nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng 19 cho tới 21 độ. Tại Trung Trung Bộ do có mưa nên nhiệt độ cũng chỉ từ 24 cho tới 27 độ. Riêng các tỉnh cực Nam khu vực như Ninh Thuận và Bình Thuận thì trời ít mưa và có nắng nên nhiệt độ ở mức 30 cho tới 32 độ. Nơi ít chịu ảnh hưởng nhất của khối không khí lạnh phía Bắc đó chính là các tỉnh Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Trong những ngày tới, thời tiết khu vực ít có sự biến đổi, phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng nhiều. Ở Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất ngày đạt ngưỡng 29 cho tới 31 độ, còn Nam Bộ mức nhiệt này sẽ đạt cao hơn, dao động trong khoảng 31 cho tới 34 độ. Tuy nhiên, từ ngày 6 thì người dân các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông hay các tỉnh ven biển miền Đông Nam Bộ thì cũng cần đề phòng khả năng có xuất hiện những cơn mưa dông cục bộ xảy ra vào chiều tối, đêm và sáng. Lượng mưa không nhiều nhưng có thể phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất lưu thông cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần, phổ biến ở mức cấp 6, giật cấp 7 biển động. Tàu thuyền khi lưu thông cần hết sức chú ý. Riêng khu vực các tỉnh Nam Biển Đông trong vài ngày tới thì phổ biến mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, nhìn chung là ít ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông hàng hải đánh bắt của tàu thuyền. Như vậy, Bắc Bộ nhiều mây có mưa tập trung chính trong ngày mùng 5, riêng khu vực các tỉnh Tây Bắc và vùng núi phía Bắc thì có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nền nhiệt độ sẽ giảm và trời rét, vùng núi thì rét đậm. Đến ngày mùng 6, ngày mùng 7 thì mưa giảm nhanh, trời có nắng, thời tiết sẽ khô ráo trở lại. Khu vực Trung Bộ có mưa dịch chuyển từ Bắc vào Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng nhiều. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ấm áp và ngon giấc.